Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, hơn 13.800 thí sinh tại 31 hội đồng thi ở 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, kéo dài đến ngày mùng 3 tháng 6, sớm hơn so với các địa phương khác trong cả nước. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, việc phòng chống dịch được ưu tiên hàng đầu, các thí sinh đến dự thi bắt buộc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Trước đó, các em cũng đã khai báo y tế, phổ biến các quy định, quy chế và những điểm cần lưu ý của kỳ thi, trong đó đặc biệt lưu ý đến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong các ngày 28 và 29 tháng 5, hơn 16.000 thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tổ chức thi đã được làm xét nghiệm COVID-19, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Quảng Ninh cũng không có học sinh và giáo viên ở trong khu vực phong tỏa hay thuộc diện cách ly tập trung. Các điểm thi đã được khử khuẩn vệ sinh, đảm bảo yêu cầu để tổ chức kỳ thi an toàn.